Hi, xin chào cả nhà. Hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái cây, đó là cây Canada này nha. Canada này những người mà bị nắm chân, nắm tay, bị nước ăn chân ở vùng quê mình á, ở trong thành phố mà nếu như mà mưa nhiều là cũng bị nha. Nhưng mà nếu như mà trong thành phố thì nếu như mà tìm cái cây này thì cũng rất là khó. Tại vì những cái cây này dạng nhận diện của nó nè mọi người. Đấy, nó có gai nè, lá của nó, cái đọt nó màu tím, tím tím nè mọi người, cái lá nó màu xanh và có nhiều những cái lá nhỏ như này nè. Đấy, mọi người có nhìn thấy ở vùng quê mình, nếu như mình nhìn thấy là mình sẽ nhận dạng ra ngay cái cây này là Canada nha mọi người. Nếu mọi người mà ở vùng quê mình á mà bị nước ăn chân nè, tại vì vùng quê mình là đi làm ruộng là nó rất là hay là bị nước ăn chân nè, rồi bị nắm tay chân gì đấy, mọi người có thể hái một nắm vừa đủ nha, một nắm vừa đủ mà mình bỏ trong cái son á, mình bỏ trong cái son mình nấu mình cho thêm một ít muối nữa nha. Sau đó thì mình nấu cho nó, mình đậy nắp lại để cho nó khoảng thời gian, để cho nó sôi từ 5 đến 10 phút để nó ra cái chất của cái cây đa đa này nè, thì tác dụng của nó sẽ tốt hơn nha mọi người. Mọi người nấu xong rồi mình để ấm cho mình ngâm tay hay là chân mình ở trong đấy, nó sẽ ngẹt, nó sẽ lành cái vết thương của mình nha. Mình chỉ cần mỗi ngày mình làm từ mình ngâm từ 1 đến 2 lần, ít nhất là 1 lần nha mọi người. Tại vì mình làm như vậy thì cái hiệu quả trị bệnh của mình nó sẽ tốt hơn nha mọi người. Bây giờ mọi người biết rồi, nếu như mà không vô, những người mà không làm ruộng thì cũng vậy, mà vô mùa mưa cũng vậy, mà vô mùa mưa là mọi người đi là những cái nước ở dưới chân á là nó cũng sẽ làm mình bị nước ăn chân nha. Mình rất là bị hay nước ăn chân lắm. Mình nên cái phương pháp này là mình hay là mình áp dụng nè. Ở quê mình còn nhiều lắm. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy nè. Đấy, cây của nó nè. Nhánh thật dài luôn nè. Mà cái cây nó có gai nè mọi người. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy. Gai nè. Gai nhỏ. Thì nó chá bóng quá không thấy. Rồi đấy, mọi người thấy như gai nhỏ không? Đấy. Cái cây này ở quê thì nhiều lắm. Những người ở trong thành phố ấy, người ta tiếp xúc với, nếu như mà những mùa mưa thì cũng rất là nhiều nha. Rất là nhiều cái chứng mà nước ăn chân. Mình mà mình vô trong Bình Dương, mình sống, mình đi làm công ty á, là mình cũng bị rất là nhiều. Cứ tới mùa mưa là mình đi làm là nó cứ ướt chân miết là nó cũng bị nha mọi người. Là mình, nhưng mà trong đấy thì mình chỉ mua thuốc xài thôi, chứ còn ở quê mình thì mình áp dụng cái phương pháp này rất là hay, rất là tiện nữa. Ở quê mình thì nhiều rồi, mình chỉ cần hái và nấu để ngâm thôi, nó rất là thoải mái. Rồi mọi người, nếu mà mọi người ở quê thì mọi người nên áp dụng cái phương pháp này sẽ tốt hơn, tại vì phương pháp thiên nhiên mà nó sẽ tốt hơn dùng thuốc nha. Bây giờ thì mình đã hết kết thúc cái bài thuốc giới thiệu bài thuốc bị nắm chân tay và bị nước ăn chân của mình rồi. Nếu lời sau cùng thì mình chúc mọi người một ngày vui vẻ là hạnh phúc nha. Một ngày làm việc thành công nha, tốt lành nha. Nếu như mà yêu mến mình thì hãy like và đăng ký kênh của mình để mình có động lực, và mình có động lực để quay nhiều video hữu ích cho mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.